em, và bây giờ là mình đã nhận được phòng rồi. Thì mình sẽ giới thiệu đến anh em quả phòng rất là luxury này. Đấy. Ngắm ra biển nha anh em nhá. Đây là mình ở trên tầng 7. Tầng 7. Con bấm cái cửa kính rèm lên đi để bố quay cái. Rồi. Bấm nốt cả cửa này lên đi. Đây là phòng khách này, để mình sẽ ngồi và làm việc ở đây. Đấy. Giường đây là để nằm ngủ cháu mình. Anh đang nghỉ trưa để ăn trưa đây, bà mẹ đẻ mình và anh rể mình, bà Tộc. Và chúng ta hãy đi vào phòng của trẻ con đây. Phòng của trẻ con sẽ là ở đây. Đấy, thêm bàn để học làm việc rồi nó chơi bời. Ô, em chưa đánh cái xe ra à? Không đánh luôn à? À, thấy không? Quả xe mình vứt ở ngoài trời. Phòng tắm này rất xịn luôn nhá. Đấy. Ở đây thì là cái bồn này mình ngâm này. Đây con mình nó mới đi bơi về bẩn quá. Và đây là ở đây là có tất cả mũ tắm rồi túi vệ sinh các thứ rồi nước rửa tay này. Rất là ok, cộng với thêm là có dịch vụ là massage ở trên phòng luôn. Free for free. Và buổi ngày đầu tiên của đợt live stream của đợt quay vlog về nghỉ dưỡng này đã kết thúc và hẹn anh em tại vlog tới nhá. Ok, bye bye. Tham gia với cả bà Tộc cũng ra. Đây, bố đây, bố đây, bố sẽ quay video cho các con nhá. Hello, bảo đây mình sẽ xuống thì mình quay video cho các bạn này. Ở dưới này luôn. Con này cẩn thận đừng trêu em sợ đấy con. Không có trêu đâu ạ, đang chơi. Chưa. Con thích không? Chạy thích không? Có. Mình thích không? Có. Bể bơi chị thỏ không? Đang quẩy. Một phát là ra biển luôn. Rất xịn đúng không anh em? Còn tốt lắm, đây này. Trái không? Con cứ tưởng nó nhúng nước. Không, nó nhúng đâu. Nó ở trên mà. Nó mà nhúng nước là hỏng luôn. Hỏng luôn đúng không?
mất luôn chục triệu rồi. Đắt tiền lắm. 10 triệu con. 150 triệu. Không, 10 triệu thôi. Có của cô Ca không? Có của cô muốn đi thuyền ở kia. Thuyền ở đây á, không được đâu. Chiều đi. Cô sẽ rủ mẹ Thủy ra đây. Ui. Nữa rồi đã. Mẹ Thủy ơi. Ra đây, chỗ này đẹp cực, anh dẫn ra. Không, cô nói đi ra ngoài. Cầm điện thoại đi. Cầm điện thoại cả thuốc lá của anh nữa. Còn túi đồ không cần. Đi thôi. Hai con chơi cả phao nhá. Nhớ phải ấy cả phao nhá. Thôi không cần. Không cần. Không cần, đây rồi, xong rồi. Cá rất đẹp luôn, sạch. Vì cái này là bãi biển riêng. Bãi biển này là bãi biển phục vụ cho của khách sạn thôi. Đấy, còn mình vẫn chơi đây. Mình sẽ sai vợ mình. Bê đi em, bê vào đây cho dâm mát. Đấy, thấy chưa? Đàn ông hơn nhau tấm vợ. Đấy, xin cảm ơn. Wow. Cái đệm này thì nó là cái vải xốp ở vải ở trong là hạt đậu đỗ đúng không? Hạt đậu đúng không? Hạt xốp thì nằm thế nào cũng làm được, rất là sướng. Đúng đậm chất ăn chơi nghỉ dưỡng. Coca 55.000 giá cả khá là đắt nhưng mà với cái dịch vụ với cả với cái cơ sở vật chất đây thì đáng để chấp nhận được, thì mình thanh toán 60.000 mình tip cho các bạn 5.000 luôn. Đấy, giống như cách các anh em kỹ thuật viên bên mình được khách hàng tip thêm tiền đủ nước rồi hoặc là mua nước riêng cho anh em đấy, thì cái này là ghi nhận công sức các bạn bỏ ra. Nên mình rất là muốn là có Coca cho các con mình uống và mình uống nữa, nên là mình chấp nhận được trong cái việc thanh toán này. Ok anh em. Racing Queen, I'll take you.